Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID ngày 7 tháng 3 công bố hợp đồng mới trị giá 73 triệu đô la để tiếp tục xử lý và làm sạch đất đai tại sân bay Biên Hòa. Loan báo được đưa ra nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng giám đốc USAID Samantha Power trong nỗ lực khắc phục những vấn đề tồn tại sau chiến tranh. Theo USAID, tổng giám đốc Power, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper và thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến cùng công bố hợp đồng mới trị giá 73 triệu đô để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm Dioxin tại khu vực sân bay biên hòa, một căn cứ của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Tới nay, chính phủ Mỹ đã đóng góp 163,25 triệu đô la trong tổng số 300 triệu đô la dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này. Khoản tài trợ mới thể hiện rõ cam kết bền bỉ của Hoa Kỳ với Việt Nam khi mà hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm nay, tuyên bố của USAID cho biết. Cũng hôm 7 tháng 3 tại sân bay Biên Hòa, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam khánh thành một công viên sử dụng nền đất đã được phía Mỹ xử lý sạch điều xin. Công viên này do USAID và Quân chủng phòng không, không quân, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng thực hiện với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm ghi dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác Mỹ-Việt. Chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết đã xóa sổ một hội nhóm gồm 10 tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời, cho rằng nhóm này sinh hoạt tôn giáo trái phép. Trong khi đó, giới quan sát nhận định rằng hành vi của chính quyền vi phạm tự do tín ngưỡng của người dân. Nhóm 10 người ở thành phố Hội An đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan tới Hội Thánh Đức Chúa Trời thì bị lực lượng công an bắt quả tang, truyền thông Việt Nam Loan Tin, hôm 7 tháng 3 Tràng thanh niên nói, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là tôn giáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam, chưa được nhà nước công nhận, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi. Giới quan sát nói hành vi này vi phạm tự do tín ngưỡng của người dân giữa lúc Việt Nam đang bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vì tự do tôn giáo. Từ Sài Gòn, mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm Hội Thánh Tinh lành Mennonite Việt Nam, một tổ chức không được chính quyền công nhận, nói với VOA tức là nhiều cái tôn giáo có nhiều cái tín ngưỡng thì có quyền của người ta nhà nước phải độc lập phải tôn trọng người ta còn cái việc mà can thiệp vì lý do thần học lý do giáo lý là cái đó là nhà nước không có quyền Việt Nam trước đây khẳng định tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật Bộ Công an Việt Nam cho biết, nhiều chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh của công ty F88 hôm 6 tháng 3 bị khám xét sau khi có khiếu nại của công chúng. Công ty cổ phần đầu tư F88 điều hành mạng lưới cầm đồ lớn nhất Việt Nam. Bộ nói, một số trong 830 cửa hàng do F88 điều hành bị phát hiện tính thêm phí đối với khách hàng, trong khi VN Express đưa tin là công ty này đã sử dụng các phương pháp đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản. Theo VN Express, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen, đồng thời cho biết hàng trăm ngàn người đã bị đe dọa buộc phải trả nợ. Theo tin tức báo chí, công ty đã lên kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán với mục tiêu vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô. F88 tuần trước thông báo huy động được 50 triệu đô vốn mới từ Mekong Capital và quỹ đầu tư Việt Nam Oman. Mekong Capital cho biết đã được F88 thông báo rằng hoạt động của họ tuân theo các quy trình và quy định hiện hành và rằng F88 sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm. Hiện F88 đang tích cực phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc, Mekong cho biết trong một thông báo và nói rằng chưa nhận được thêm thông tin gì về những bất thường. Nga đang nỗ lực nới lỏng thủ tục cấp thị thực cho 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Reuters nói truyền thông nhà nước Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Evgeny Ivanov cho biết hôm 5 tháng 3. Theo lời ông, ngoài Ấn Độ, việc đơn giản hóa thủ tục cũng đang được xử lý với Angola, Việt Nam, Indonesia, Syria và Philippines. Theo Reuters, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine một năm trước, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, Moscow đã quay sang Trung Quốc Ấn Độ và các quốc gia châu Phi cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với các nước đó. Cuối tháng trước, Việt Nam một lần nữa bỏ phiếu trắng trong nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhận được 141 phiếu thuận, 7 nước bỏ phiếu chống và 32 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Lào.